bạn click phần link mô tả mình để chat chatbot, bạn click phần link mô tả bấm nút ta. Sau khi các bạn bấm nút ta xong, sau khi bạn bấm ta xong các bạn lướt captcha xong nó ra một cái giao diện gì, các bạn vào đăng ký một cái website nữa nha các bạn, rồi join kênh channel, kênh group, rồi bạn follow theo word và review bot, còn này sẽ lên coi cấp cua, coi cấp cô, rồi bạn vào đây like cho nó một sao các bạn, rồi các bạn vào đây like cho nó một cái luôn các bạn, rồi các bạn join vào kênh channel của nó nè, rồi các bạn bấm vào nút submit đi tên, các bạn điền địa chỉ email của mình, rồi các bạn điền địa chỉ username telegram, username theo word, rồi bấm yes, các bạn hỏi có like capco và kit không ạ, các bạn bấm có nha các bạn, bấm yes, rồi các bạn qua địa chỉ AC20 vào, rồi các bạn bấm vào blast, trời ơi trời, rồi mình cập nhật các bạn menu, rồi bây giờ mình menu plus view menu, rồi các bạn mẹ lấy tin ghép rồi trời, bắt thì gì em fan bấm vào cái hình bánh răng nha các bạn, balance ghép lên, lên ghép chia sẻ cho bạn bè, mỗi lượt ghép nhận 0.5 hết. Video mình kết thúc, mọi thắc mắc không hiểu của mình hãy like, comment, chào tạm biệt các bạn.